Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 141. Chương 1401, Thuốc. Không phải ngươi nói thêm một người là thêm một phần thắng sao? Vậy ta dẫn Dương Na kết liên minh với Triệu Xương Điểm, có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu rồi chứ? Lý Hỏa Vượng nhìn Thanh Vượng Lai trước mặt với vẻ đùa cợt. Thấy anh ta im lặng, hắn cầm mảnh gốm trong tay, chậm rãi bước xuống cầu thang. Lúc này, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng tìm được cách giao tiếp với tên tiểu nhân thực thụ Thanh Vượng Lai này rồi. Uy hiếp bằng vũ lực đều vô dụng, Ngũ Kỳ trước đây nói không sai. Chỉ cần tìm được quy luật, chung sống với loại người này rất dễ. Hỏa Vượng, anh không cần đút cho em nữa, em có thể tự ăn, em cũng không bị liệt. Dương Na giật lấy chiếc thìa từ tay Lý Hỏa Vượng, múc cháo trắng trong bát cho vào miệng mình. Sau khi ăn được vài miếng, cô ngẩng đầu hỏi Lý Hỏa Vượng ở trước mặt, Hỏa Vượng, anh nhìn em làm gì? Anh cũng ăn đi. Lý Hỏa Vượng sững người tại chỗ, mỉm cười gật gật đầu, bắt đầu cùng nhau ăn sáng. Không tệ. Khá biết chăm sóc đấy, trước kia tôi còn lo lắng, không ngờ có chút coi thường cậu rồi, trước đây cậu từng học qua rồi. Ngũ Kỳ đi tới hỏi. Lý Hỏa Vượng lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cơm, chưa từng học qua, chỉ là trước đây lúc ở trong viện đã nhìn thấy nhiều, vì vậy mới biết được chút ít. So với trước kia, Dương Na hiện tại trông đã có khí sắc hơn rất nhiều, gần đây cô cũng không tự trách mình nhiều nữa. Tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều, chí ít ở trong mắt người khác. Cô đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ có Lý Hỏa Vượng mới có thể hiểu cô không hề khá hơn mà bệnh còn nặng hơn rồi. Chỉ là vì logic nhất quán nên cô mới trông có vẻ bình thường mà thôi. Tiếng bước chân vang lên, Thanh Vượng Lai một tay cầm cà phê đi tới. Không phải cô ấy có cùng thế giới quan với anh sao? Nếu tình trạng của cô ấy được coi là một căn bệnh, vậy tình trạng của anh đây được coi là gì? Lý Hỏa Vượng tức giận trừng mắt nhìn anh ta, cút đi cho ta. Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Dương Na sa sầm lại, hơn nữa nước mắt bắt đầu trào ra vành mắt, Lý Hỏa Vượng không còn quan tâm đến Thanh Vượng Lai nữa, trực tiếp bế Dương Na đi về phía trong phòng. Sau khi vỗ về Dương Na, Lý Hỏa Vượng bước ra khỏi phòng, Thanh Vượng Lai lại chào hỏi, tôi chỉ là muốn giúp anh lừa mình dối người như vậy là không được. Nếu anh đã cho rằng thế giới quan của anh là thật, vậy thì anh cũng nên cho rằng cô ấy chính là Vô Sinh Lão Mẫu. Anh không thể nói rằng đến lượt anh chính là tư mệnh giao tranh, đến lượt bạn gái anh thì lại biến thành bệnh tâm thần được, như vậy quá là tiêu chuẩn kép rồi. Cậu nói những lời này cũng vô dụng, vẫn là câu nói đó, đừng hy vọng cô ấy nhúng tay vào, nếu cô ấy thật muốn nhúng tay vào, vậy thì cô ấy cũng chỉ có thể gia nhập phía bên Triệu Xương Điểm. Bất kể Dương Na có phải là Vô Sinh Lão Mẫu hay không, Lý Hỏa Vượng cũng không muốn cô bị tổn thương thêm chút nào nữa, cô đã đủ khổ rồi. Sao cũng được. Thái độ của Thanh Vượng Lai đột nhiên thay đổi 180 độ so với trước kia. Ngày mai là lúc ra tay rồi. Nếu cô ấy có thể gia nhập phe của Triệu Xương Điểm, cơ hội chiến thắng của chúng ta cũng có thể tăng lên một phần. Xem ra bây giờ anh ta đã biết lần trước Lý Hỏa Vượng là có ý khiêu khích mình nên không mắc bẫy của Lý Hỏa Vượng nữa. Cô ấy uất ức thành ra như vậy rồi, cho dù dẫn cô ấy đi thì có ích gì chứ? Điều đó chưa chắc. Theo những gì anh nói trước đó, Vô Sinh Lão Mẫu cai quản từ bi và cái chết đúng không? Nếu cô ấy là tử thần rồi, vậy chắc chắn vẫn còn có thể hữu dụng. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Trần Hồng Du lần trước, Lý Hỏa Vượng đã biết chính xác từ hữu dụng của Thanh Vượng Lai là gì rồi. Cậu cũng biết ngày mai động thủ rồi sao? Vậy cậu cảm thấy lúc này đi đắc tội với ta là sự lựa chọn sáng suốt sao? Lý Hỏa Vượng đứng ở trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi. Lý Hỏa Vượng, chúng ta là một phe, tôi chỉ là muốn giúp anh. Cảm ơn. Không cần đâu. Sự giúp đỡ của cậu, ta đã được lĩnh giáo rất nhiều lần rồi. Ta không muốn lặp lại cùng một chủ đề. Nếu cậu nhàn rỗi không có việc gì thì có thể đi đến mộ Tiền Phúc. Lý Hỏa Vượng nói xong, bước ra khỏi biệt thự. Hắn đến hầm đỗ xe, ngồi lên xe máy của mình, đạp ga vài lần thì phát hiện đã hết xăng rồi. Nhìn xung quanh, hắn chuyển mục tiêu sang chiếc xe hơi sang trọng của Thanh Vượng Lai. Một đường ống được đưa vào bình xăng của chiếc xe hơi, cùng với việc Lý Hỏa Vượng ở đầu bên kia hút một hơi,
xăng chất lượng cao liên tục chảy vào bình xăng xe máy. Đội mũ bảo hiểm bịt kín đầu lên, Lý Hỏa Vượng lái xe máy nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự. Hắn đi dọc theo đường lớn từ ngoại ô trở về thành phố. Trong khoảng thời gian này, Lý Hỏa Vượng rất cảnh giác, hắn biết hiện tại có rất nhiều người đang theo dõi mình. Chương 1402, Trật tự, 1. Có điều may mà chiếc xe máy tuy vẫn là chiếc cũ nhưng biển số xe đã được đổi rồi, màu sơn đen cũng được quét lại thành màu đỏ trắng, trở nên đỡ gây chú ý hơn. Lý Hỏa Vượng mạo hiểm lớn như vậy, đương nhiên không thể là ra ngoài dạo chơi, hắn qua đó để lấy thuốc, thuốc trị ảo giác kia. Ngày mai sắp động thủ rồi, có trời mời biết tư mệnh lần này lại là hình chiếu gì, mình phải nghĩ cách xử lý ảo giác kia trước khi giao chiến, nếu không lúc động thủ với người khác sẽ phiền phức lớn. May mắn thay, mặc dù giao dịch của mình với Triệu Xương Điểm là đảo ngược thời gian, chị ta đã quên mất rồi. Có điều sau khi Lý Hỏa Vượng nhắc đến chuyện này, Triệu Xương Điểm không có ý quỵt nợ, cô ta nói cô ta sẽ nghĩ cách. Trở lại đường phố một lần nữa, Lý Hỏa Vượng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tiệm xăm của Huyết Hỏa xã của chị em nhà họ Ba. Đẩy cửa Huyết Hỏa xã ra, Lý Hỏa Vượng liền nhìn thấy ba nam húc đang bắt chéo chân, cầm bút xăm ngồi trên ghế sofa, xăm lên cổ mình. Hình như hôm nay tiệm xăm không có việc làm, trông rất vắng vẻ. Đóng cửa rồi, không xăm nữa. Thuốc, đâu? Lý Hỏa Vượng nhếch môi đi tới trước mặt cô ta và hỏi. Cái túi trên bàn, một ngày uống mấy lần, uống bao nhiêu thì phía trên có viết. Lý Hỏa Vượng cầm túi lên, mở ra nhìn chai lọ phía trong. Phần lớn các loại thuốc thì hắn đều biết, trước đây cũng đã từng uống qua, đại khái đánh giá hiệu quả của thuốc một chút, Triệu Xương Điểm có lẽ sẽ không tùy tiện lừa gạt mình. Ngươi không có việc gì làm, tại sao không giúp ta đưa thuốc tới? Không biết bây giờ ta ra ngoài rất bất tiện sao? Ba Nam húc khịt mũi khinh bỉ, cậu lớn mặt thật đấy, dựa vào đâu mà tôi phải đưa thuốc cho cậu? Hai chúng ta đã ngủ với nhau chưa? Lý Hỏa Vượng cũng lười phí lời với đối phương, nhanh chóng mở nắp lọ thuốc ra, bóc giấy bạc trên lọ ra, trực tiếp nuốt thuốc ngày hôm nay xuống. Loại ảo giác này, hắn không muốn chờ đợi giây phút nào, cái cảm giác bất cứ thứ gì mình nhìn thấy đều có khả năng là ảo giác quả thật rất khó chịu. Sau khi uống thuốc, Lý Hỏa Vượng không biết ảo giác có bị tiêu trừ hay không, ngược lại hắn càng cảm thấy cơ thể khó chịu hơn. Không thể tập trung chú ý, phản ứng chậm chạp, cơ thể còn không thể tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh. Không sao chứ, muốn chết thì đi ra ngoài mà chết, đừng chết trong tiệm của tôi. Lý Hỏa Vượng ra sức lắc lắc đầu, cầm túi đi về phía cửa, không sao, thuốc điều trị bệnh tâm thần có tác dụng phụ, ta có thể thích ứng được. Không biết có phải là phản ứng quá mạnh không, Lý Hỏa Vượng rõ ràng có thể nhìn thấy một số người lướt qua trước mặt mình rồi nhanh chóng biến mất. Lý Hỏa Vượng ngồi ở bậc thang bên ngoài nghỉ ngơi một hồi lâu, sau khi Lý Hỏa Vượng cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa, trước mắt cũng không còn tàn ảnh nữa, lúc này mới lái xe máy trở về. Nhưng dù vậy, Lý Hỏa Vượng vẫn không lái xe quá nhanh, tránh xảy ra tai nạn trên đường. Hắn lái xe chậm rãi, từ thành phố trở về ngoại ô. Sau khi giải quyết xong một mối lo trong lòng, tính tình của Lý Hỏa Vượng khá hơn một chút. Hắn cảm thấy nếu những chuyện khác đều có thể giải quyết dễ dàng như chuyện này thì thật sự quá tốt rồi. Vào lúc sắp đến nơi, một chiếc ô tô đột nhiên từ một bên lao lên phía trước Lý Hỏa Vượng, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên bị người khác ép dừng lại, loại tình huống này, đừng nói đến việc người khác phản ứng thế nào, chí ít Lý Hỏa Vượng cũng bùng lên lửa giận, anh lái xe kiểu gì thế hả? Muốn đâm vào đầu xe sao? Khi tài xế mở cửa xe ra, Lý Hỏa Vượng kinh ngạc phát hiện tài xế không ai khác chính là Dịch Đông Lai, bác sĩ của khu nhà giam Bạch Tháp. Có thế nào hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp bác sĩ điều trị chính của mình ở một nơi như thế này. Cậu thật sự cho rằng hồ sơ bệnh án của cậu bị người khác xem qua mà tôi không phát hiện sao? Dịch Đông Lai nói rõ nguyên do, rõ ràng là anh đã bí mật theo qua đây. Lý Hỏa Vượng nắm chặt tay lái xe máy, nhanh chóng nhìn xung quanh, cảnh giác với những người hộ sĩ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để bắt mình đưa về. Đừng nhìn nữa, hôm nay chỉ có một mình tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu. Lý Hỏa Vượng, tôi thật sự rất tò mò. Cậu làm sao có thể thoát khỏi nhà tù Bạch Tháp được vậy? Đó chính là nhà tù đấy. Dịch Đông Lai thật sự rất muốn biết tại sao, dù canh phòng nghiêm ngặt đến đâu, tên Lý Hỏa Vượng này vẫn luôn có thể trốn thoát, đây không phải lần đầu tiên. Làm sao trốn thoát được? Bởi vì tôi có người giúp đỡ.
Bởi vì tất cả những gì xảy ra trong quá khứ đều là sự thật. Những thứ đó căn bản không phải là ảo giác. Dịch bác sĩ, anh là một bác sĩ giỏi, nhưng trong chuyện này anh đã sai, hơn nữa còn sai rất nhiều. Lý Hỏa Vượng nói một cách vô cùng dứt khoát. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1403, Trật tự 2. Nghe thấy lời này, Dịch Đông Lai mỉm cười, đối mặt với sự chất vấn của Lý Hỏa Vượng, anh không hề quan tâm. Anh vẫn chỉ quan tâm đến mục đích của bản thân mình và tìm mọi cách để đưa Lý Hỏa Vượng trở lại, sau đó chữa khỏi cho hắn, khôi phục lại hoàn toàn danh tiếng của mình. Lấy lại những thứ mình nên lấy lại. Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Thế cậu có dám nói lại một lần trước mặt mẹ cậu không? Nói xong, Dịch Đông Lai giơ điện thoại lên. Phía bên kia màn hình điện thoại là khuôn mặt đang khóc của Tôn Hiểu Cầm. Trông bà trông già hơn rồi. Hỏa Vượng, rốt cuộc con đang ở đâu? Mau trở về đi, mẹ xin con đấy. Trái tim mẹ như rỉ máu khi nhìn thấy mắt của con. Đầu của Lý Hỏa Vượng càng đau, vẻ mặt trở nên hung dữ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt lấy đầu. Ngay khi Dịch Đông Lai cầm điện thoại di động đi về phía Lý Hỏa Vượng, cùng với một tiếng bụp nhẹ, màn hình điện thoại lập tức chuyển sang màu đen. Chết tiệt! Sao vậy chứ? Cứ phải là lúc này. Dịch Đông Lai đầy vẻ tức giận, vỗ vỗ vào điện thoại. Có điều khi thấy Lý Hỏa Vượng không còn dãy dụa nữa, anh lập tức ném điện thoại đi. Lập tức trở lại trạng thái bình thường, Lý Hỏa Vượng, dù cậu đã trải qua chuyện gì, cậu phải nhớ một điều, cậu đang bị bệnh. Tất cả mọi logic của cậu cùng với tất cả những điều kỳ quái mà cậu đã trải qua đều có khả năng là hoang tưởng của cậu. Không, anh sai rồi. Anh sai lầm trầm trọng. Anh đi cùng ta sẽ giúp anh nhận ra rốt cuộc cái gì là sự thật. Mặc dù rất vô lý nhưng nó chính là thật. Lý Hỏa Vượng kéo anh đi về phía biệt thự của Thanh Vượng Lai. Hắn muốn khiến cho Dịch Đông Lai hoàn toàn hiểu rằng những người mình nói đến đều tồn tại. Là những con người thực sự đang sống. Vừa bước đi, Lý Hỏa Vượng vừa nhanh chóng thuật lại tất cả những gì mình đã trải qua cho Dịch Đông Lai một cách có phần lộn xộn. Ha! Giết chết Tư Mệnh, cậu có thể quay ngược thời gian. Cậu cho rằng điều này đáng tin sao? Dịch Đông Lai đầy vẻ không tin, có điều nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đang nói chuyện với mình, anh không phản kháng mà tiếp tục đi theo hắn. Nếu nói rằng thế giới chúng ta đang sống thực sự có thể quay ngược thời gian, thậm chí thế giới này là duy tâm, không bằng cậu nói thế giới mà chúng ta đang sống vốn dĩ là giả cho rồi. Cậu suy nghĩ xem, cho dù chính là một thế giới có ma thuật, vậy thì cũng phải logic, mọi thứ đều vô cùng chặt chẽ. Nếu một thế giới thật sự giống như cậu nói, ngay cả thứ cơ bản như thời gian nhân quả đều có thể tùy ý thay đổi, vậy thế giới này quả thực quá ẩu và không ổn định, từ căn bản đã không trụ được rồi. Dịch Đông Lai vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng liền rút tay lại như bị điện giật. Hắn nhìn anh với ánh mắt có chút sợ hãi hiếm thấy, rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi muốn nói là, chuyện này chỉ có hai khả năng, hoặc mọi thứ cậu nhìn thấy đều là giả, đều là ảo tưởng của bản thân cậu, hoặc là mọi điều cậu nói là thật, vậy thì toàn bộ thế giới chính là giả. Theo như những lời cậu nói trước đó, không phải chính là như thế sao? Người sai không phải là cậu, mà là cả thế giới. Lý Hỏa Vượng, hiện tại cậu cảm thấy trong hai khả năng này cái có tính chân thực cao hơn. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng nghiến chặt răng, Dịch Đông Lai giơ ngón tay đẩy đẩy sống mũi, trên mặt lộ ra một tia tự tin. Khi anh mở miệng định tiếp tục nói gì đó, liền nhìn thấy một ống nghiệm rơi trước mặt mình, vỡ tan tành, một ít chất lỏng bên trong tràn ra ngoài. Giây tiếp theo, anh liền không biết gì nữa. Thanh Vượng Lai bước đến trước mặt Dịch Đông Lai đàn bất tỉnh và nói về phía Lý Hỏa Vượng. Đừng để trật tự đến gần chúng ta, sự tiếp cận của bọn họ sẽ phá hủy mọi thứ của chúng ta. Tôi đã nói rồi, trật tự sẽ không giúp đỡ anh, cho dù anh không tin tôi, cũng không tin Triệu Xương Điểm thì anh cũng nên tin tưởng chính mình. Vẻ mặt của Thanh Vượng Lai vô cùng nghiêm túc, không có chút vẻ mặt tươi cười dễ gần như trước đây. Nói xong lời này, Thanh Vượng Lai quỳ một chân xuống, giơ tay tìm kiếm trên người Dịch Đông Lai. Khi anh ta sờ thấy bút ghi âm rồi lại tìm thấy nhiều hơn một thiết bị định vị, tên này có chuẩn bị mới tới. Kế hoạch của chúng ta phải làm sớm hơn rồi. Trật tự đã chạy tới rồi, phải qua hải quan trước rồi tính. Lý Hỏa Vượng nhìn Dịch Đông Lai trên mặt đất, đỡ anh dậy, dựng ở một bên rồi nhanh chóng phóng chiếc mô tô rời đi.
Không biết có phải là do sự kinh hãi của Dịch Đông Lai hay không, trạng thái tinh thần của Lý Hỏa Vượng bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất đầu cũng không còn đau nữa. Đối với bản thân Lý Hỏa Vượng, việc xuất phát sớm hơn dự tính cũng bình thường, nhưng Dương Na thì không, cô phải có người chăm sóc mới được. Chương 1404, điều không ngờ tới, 1. Có điều may mà Triệu Xương Điểm đã tới giúp chuyện này, tôi có thể bảo bảo mẫu của tôi chăm sóc bạn gái của cậu một thời gian. Có điều Lý Hỏa Vượng, nếu sớm hay muộn cũng phải quay lại nút thời gian trước đó, cậu làm như vậy có gì khác chứ? Lời nói của cô ta không ngăn được những lời thì thầm giữa Lý Hỏa Vượng và Dương Na. Khuyên can mãi Dương Na cuối cùng cũng đồng ý Vô Sinh lão mẫu giúp đỡ từ xa, lúc này mới chuẩn bị xuất phát. Chúng ta kỳ thật không cần gấp như vậy, chỉ cần giết chết tên bác sĩ kia, tìm chỗ chôn anh ta là được. Lời nói của ba nam húc khiến những người khác đều nhìn về phía cô ta. Không được, cắt đứt trật tự trong thời gian ngắn cũng không có ý nghĩa gì, như vậy sẽ chỉ thu hút thêm trật tự tới. Xuất phát, Thanh Vượng Lai quyết định dứt khoát, bảo tất cả mọi người lên xe đến bến tàu. Trên đường đi Lý Hỏa Vượng không ngừng suy nghĩ về tiền căn hậu quả của toàn bộ sự việc cùng với những lời mà Dịch Đông Lai đã nói kia. Đúng lúc này, giọng nói của Triệu Xương Điểm từ bên cạnh truyền vào tai hắn. Lý Hỏa Vượng, liên quan đến sự đảo ngược thời gian và không gian mà cậu đề cập trước đó, tôi đây có một giả thuyết khác, có biết về thế giới song song không? Có lẽ cậu không phải đang đảo ngược thời gian và không gian. Trước đây tiếp xúc với cậu, bọn tôi có lẽ đang ở trong một thế giới song song khác, bởi vì xảy ra chuyện gì đó, có thể là Tư Mệnh tử vong hoặc chuyện gì khác. Cậu bị luồng sức mạnh này đẩy cậu nhảy sang thế giới song song tiếp theo, làm quen lại với chúng tôi một lần nữa và bắt đầu lại những chuyện tương tự. Thế giới song song, Lý Hỏa Vượng có chút do dự nhìn người phụ nữ trước mặt. Đúng vậy, thế giới song song, một giả thuyết khác tương đối nhất quán. Gió biển mặn ẩm thổi tung tóc mái của Triệu Xương Điểm. Bằng chứng đâu? Chị dựa vào cái gì mà lại cho rằng như vậy? Không có bằng chứng vậy nên mới chỉ là giả thuyết mà thôi, một giả thuyết táo bạo. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn làn sóng trắng bị chân vịt khuấy động kia, nếu đã chỉ là giả thuyết, vậy chị cho ta biết điều này thì có ích lợi gì? Còn có thể mong đợi ta giúp chị xác minh hay sao? Không, tôi chỉ muốn cậu hiểu nhiều hơn một chút. Kiến thức của con người kỳ thực có liên quan đến nhận thức, càng hiểu nhiều nói không chừng lại càng tiến đến gần sự thật. Ý chị là gì? Chị cho rằng ta biết chưa đủ. Kiến thức của ta không đủ nhưng chí ít hiện tại thế giới quan của ta có thể có bằng chứng, cái này của chị chỉ là giả thuyết mà thôi. Triệu Xương Điểm khẽ cau mày, sau đó chậm rãi thả lỏng, Lý Hỏa Vượng, cậu không cần căng thẳng như vậy. Cậu không cần cứ phải nhận định rằng thế giới quan hiện tại của cậu là sự thật. Thứ này càng hiểu biết nhiều càng có lợi. Ý chị là, cho dù ta đưa bằng chứng ra trước mặt chị vẫn cho rằng thế giới của ta là giả. Tại sao cứ bắt buộc phải không đen thì trắng vậy? Bản thân thế giới không nhất thiết phải phân biệt đúng sai rõ ràng, sao phải nhận định một loại khả năng như vậy chứ? Chẳng lẽ không có khả năng rằng thế giới con voi mà chúng ta thăm dò được một chút xíu sự thật kia không phải chỉ mang tính đơn nhất, mà là một loại trạng thái quấn buộc vô cùng kỳ lạ sao? Triệu Xương Điểm cố gắng hết sức để thuyết phục Lý Hỏa Vượng. Rốt cuộc chị muốn nói gì? Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ phía sau Lý Hỏa Vượng. Điều chị ấy muốn nói là thế giới chân lý chiếu ra tất cả chúng ta kia có thể chính là con mèo của Schrödinger. Trước khi mở hộp, con mèo này là trạng thái chồng chất của sự sống và cái chết. Lý Hỏa Vượng quay người lại, phát hiện người nói lời này là Thanh Vượng Lai. Cái gì? Theo ý cậu là chúng ta hiện tại đang ở thế giới này, còn có ở trạng thái chồng chất của tồn tại và không tồn tại sao? Lý Hỏa Vượng cảm thấy rất buồn cười. Ai già, ý của tôi không phải vậy, anh chờ đã, để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào cho anh. Thanh Vượng Lai đưa tay vò vò sống mũi. Được rồi, đừng giải thích. Ta biết ý của cậu, loại chuyện này các người tự mình suy nghĩ đi. Phát điên rồi thì đừng lôi ta theo. Lý Hỏa Vượng nói xong, trực tiếp quay người rời khỏi bong phía sau. Hắn không muốn thêm bất cứ điều gì vào thế giới quan của mình nữa, tiếp tục lắng nghe những điều vô nghĩa của bọn họ chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến đầu óc mình thêm loạn. Đại tư mệnh vô vãng diệt vô tiền, tư mệnh chi đàn nhi lai tòng chi diệt như chi. Nghĩa là, đại tư mệnh không có quá khứ cũng không có tương lai, vượt qua sự tồn tại của thời gian, tâm bản của tư mệnh đến vì tư mệnh, đi theo tư mệnh.
Đây chính là bí mật mà lúc trước Gia Cát Uyên trao đổi với Thượng Cực Quán Khẩu, mình đã biết đoạn lời này có ý gì. Hơn nữa thông qua sự chứng thực trước sau, đã chứng minh được chuyện này là thật, hơn nữa có thể giúp mình đạt được mục tiêu của mình, như vậy là đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1405, Điều Không Ngờ Tới, 2. Nếu cái chết của Tư Mệnh có thể cắt đứt nhân quả, vậy thì tiếp tục cắt đứt là được rồi. Sau khi cắt đứt đến tất cả Tư Mệnh đều không tồn tại nữa, vậy mình cuối cùng có thể an tĩnh chữa trị khỏi cho mình, sau đó quay trở lại xã hội. Thế giới quan đủ dùng là được, về phần thế giới này rốt cuộc như thế nào, hắn thật sự không quan tâm chút nào cả. Lý Hỏa Vượng vừa nghĩ vừa cố gắng tìm kiếm trên du thuyền. Anh đang tìm cái gì vậy? Ba Thành Thanh nhìn Lý Hỏa Vượng đang cầm phao cứu sinh nhìn xuống đất và hỏi. Ta phải xem lần này xúc sắc có đi theo hay không. Lần trước, xúc sắc xuất hiện trước mặt mình, rất khó có thể cam đoan rằng lần này ông ta sẽ không đi theo hắn. Xúc sắc? Đây không phải thuyền đánh bạc. Nào có xúc sắc chứ? Nói cho ngươi rồi ngươi cũng không hiểu. Có thời gian nói nhảm, không bằng giúp ta cùng tìm đi. Có điều lần này khác với lần trước, Lý Hỏa Vượng không tìm thấy xúc sắc trên thuyền. Ông ta thật sự không lén theo mình. Tên tiểu tử xúc sắc này cũng nghe lời. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Lý Hỏa Vượng, hắn lắc đầu thật mạnh, đi về phía khoang hàng. Tìm kiếm khắp con thuyền một vòng chỉ còn ở đó là chưa tìm nữa. Đối với xúc sắc, hắn vẫn cảm thấy phải nghiêm túc một chút, thứ này không phải là một cái đèn tiết kiệm dầu, vậy mà lại dám nhúng tay vào cuộc giao chiến của Tư Mệnh, chắc chắn là có bản tính của riêng mình. Muốn khiến ông ta ở phía bên kia giúp mình thì mình phải cố hết sức giữ chặt ông ta mới được. Chỉ cần mình muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy ông ta, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ông ta. Khi đến khoang hàng của du thuyền, Lý Hỏa Vượng ngạc nhiên khi phát hiện bên trong không chỉ có container hàng hóa mà còn có rất nhiều ô tô được gom đống ở đó, giống như một gara dưới lòng đất. Xúc sắc sẽ trốn ở một nơi như thế này sao? Lý Hỏa Vượng cúi xuống và cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng đang nhìn xuống gầm của một chiếc xe, đột nhiên cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình, nhưng khi hắn nhanh chóng đứng dậy kiểm tra thì lại không có gì cả. Có ai ở đó không? Giọng nói của Lý Hỏa Vượng vang vọng trong khoang hàng nhưng không có bất cứ phản hồi nào cả. Sau đó hắn lại đầy vẻ hoài nghi hỏi, xúc sắc? Là xúc sắc sao? Lý Hỏa Vượng lại đi về phía trước mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, hơi ngẩng đầu lên ngửi ngửi xung quanh, sắc mặt trở nên tái xanh. Sau đó Lý Hỏa Vượng vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Xương Điểm đang ở trên boong tàu. Alo, ta đang ở khoang hàng, chị và Thanh Vượng Lai tới đây đi, ta có chuyện muốn tìm hai người. Một lúc sau, hai người đã đến trước mặt Lý Hỏa Vượng, không chỉ có bọn họ mà những người khác cũng theo sau họ. Sao vậy? Thanh Vượng Lai hỏi. Cậu hỏi ta sao vậy? Không phải nên hỏi rõ các cậu đang làm gì sao? Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía các loại thùng hàng lớn nhỏ cố định trên mặt đất phía sau. Nana, ra ngoài đi, anh biết em theo tới rồi. Sau vài giây, phía trước của một thùng hàng lớn được một người mở ra như một cánh cửa. Dương Na mím môi cúi đầu đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng, vươn tay nắm lấy nắm tay đang siết chặt của hắn. Có thể giải thích cho ta được không? Đây rốt cuộc là sao vậy? Lý Hỏa Vượng nhìn hai người trước mặt, giọng điệu bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề. Ta nói rồi, ta không muốn để cô ấy dính líu vào, các người cứ phải làm chống lại ta đúng không? Nếu đã như vậy, hay là ta rút lui nhé, các người làm việc của các người, ta làm một mình. Lời nói của Lý Hỏa Vượng khiến những người khác trở nên căng thẳng, nếu như là trước đó thì không có chuyện gì, nhưng khi xác định Lý Hỏa Vượng hồi tưởng thời gian, tầm quan trọng của hắn đã tăng lên vô hạn. Hỏa Vượng, đừng trách bọn họ. Chuyện này thực sự là lỗi của em, là em lén lút chạy đến đây, em muốn giúp anh. Dương Na lo lắng kéo lấy tay Lý Hỏa Vượng, cố gắng giải thích điều gì đó. Nhưng cô lập tức nhìn ra được, Lý Hỏa Vượng không nghe lời cô nói, hai người các ngươi thông minh như vậy, một tư mệnh lớn như vậy theo qua đây mà các người lại không biết sao. Nói khoác à, ta điên rồi nhưng không phải kẻ ngốc. Quỳ tai, giọng nói của Dương Na bỗng nhiên lớn hơn, quỳ tai, em thân là vô sinh lão, mẫu phụ trách tử vong và từ bi, tư mệnh giao chiến, anh dựa vào đâu mà không cho em tham gia vào. Nghe thấy Dương Na gọi mình là quỳ tai,
Lý Hỏa Vượng giống như bị điện giật mà đứng ở đó. Đúng vào lúc này, Triệu Xương Điểm đi tới, nói vào tai Lý Hỏa Vượng, nói thật, cô ấy không dễ gì mới tìm được một việc muốn làm, cậu cứ để cô ấy làm đi. Chương 1406, Lễ hội. Cậu thấy cô ấy hiện giờ tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều rồi, chẳng lẽ cậu cứ nhất quyết bắt cô ấy trở nên giống như trước đây? Co ro dưới chân giường không làm gì cả, trong đầu toàn suy nghĩ xem tự tử thế nào sao? Huống hồ, không cần phải lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. Nếu thời gian cuối cùng cũng sẽ quay vòng lại, vậy thì cậu còn lo cô ấy bị thương gì chứ? Mà bên này, lời nói của Dương Na vẫn còn đang tiếp tục, anh là Tư Mệnh, em cũng là Tư Mệnh, em không phải đồ vật của anh, em không cần sự bảo hộ của anh. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của Tư Mệnh Bạch Ngọc Kinh, em không thể trốn tránh. Anh nhìn em đi, em là Tư Mệnh phụ trách cái chết và tử bi. Đang nói, giọng nói của Dương Na dần trở nên trầm xuống, Hỏa Vượng, trước đây là em có lỗi với anh để em có chút tác dụng đi, chỉ có như vậy trong lòng em mới có thể dễ chịu hơn. Nếu không, em luôn cảm thấy chính em là người đã đẩy anh vào tình cảnh này. Nếu lần trước em không gọi cảnh sát, anh cũng sẽ không. Dương Na nói đến đây, giọng cô trở nên nghẹn ngào. Lý Hỏa Vượng ôm cô vào lòng, dùng tay vuốt ve sau đầu cô, sau khi run rẩy hé đôi môi mấy lần, cuối cùng hắn nỗ lực nói với vẻ vui vẻ, được. Quỳ tai chúc mừng vô sinh lão mẫu quý vị. Có em gia nhập, Tư Mệnh đối phương tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Lý Hỏa Vượng ôm Dương Na quay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Xương Điểm và Thanh Vượng Lai, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho hai người. Được, các người thắng rồi, các người lợi dụng Dương Na đạt được mục đích của các người. Nhưng các người lại quên mất hiện tại quyền chủ động không ở trong tay các người mà là nằm trong tay ta, đặc biệt là khi thời gian đảo ngược lần sau, lúc các người không biết cái gì. Ta rất muốn biết nếu lần sau khi ta nói với các người rằng ta có thể đảo ngược trình tự thời gian. Ta trộn lẫn một số tin tức giả khó phân biệt vào trong những tin tức thật này, hai người còn có thể phân biệt ra không? Đây, cha ngươi trông thế này sao? Tượng đất sét nê nhân trường đấy. Trong khi Lý Tuế đang ngây người nhìn những chiếc đèn hoa đăng ở một bên, một bức tượng đất sét sống động như thật mặc áo bào đỏ. Đeo mặt nạ đồng xu và mang theo một cây tích cốt kiếm sau lưng được đưa đến trước mặt nó. Ừ, đây là cha ta. Lý Tuế vui mừng dùng cả hai tay nắm lấy cây đũa cắm phía dưới bức tượng đất sét, yêu thích đến mức không muốn buông ra. Nó quả thực quá nhớ cha mình rồi, cho dù đây chỉ là một hình tượng đất sét. Tả Khâu Vịnh mỉm cười lắc lắc đầu. Ai? Già, thật giống như một đứa trẻ vậy, tên tiểu tử Lý Hỏa Vượng thật biết cách nuôi dạy. Hãy nhớ, tên ta là Tả Khâu Vịnh. Sau này, ngươi chỉ cần gọi ta là Thím là được. Ta nhớ rồi, Thím. Không phải Thím nói sẽ đưa ta đi Đại Tề sao? Ai già? Đứa nhóc này. Tả Khâu Vịnh giơ ngón tay ra, khẽ chọc vào trán nó một cách kỳ quái. Không phải ta nghe nói ngươi thích lễ hội sao? Đây không phải là dẫn ngươi đến đây giải chút sầu, tránh ngày ngày ngồi trong phòng sao? Đến Đại Tề thì vội vàng gì chứ, dù sao cũng còn phải đợi 180 năm nữa, chơi lễ xong rồi tính đi. Nghe thấy lời này, Lý Tuế gật gật đầu, bắt đầu cười ngây ngô, Thím... Thím nói cũng đúng, còn nhiều năm như vậy nữa mới gặp được cha ta. Nói đến đây, Lý Tuế lại dừng lại, sau khi cố gắng suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu nói, không đúng, không cần 180 năm. Cha ta trông chỉ mới 20 tuổi, đợi qua hơn 150 năm nữa, ta sẽ có thể tìm được cha lúc mới sinh rồi. Ta khuyên ngươi, đừng làm như vậy, nếu ngươi nhúng tay vào thì xong, cha ngươi sẽ không bị Đan Dương Tử bắt được. Hắn cũng không ăn ngươi vào bụng để trấn áp ảo giác, xáo trộn nhân quả, vậy thì ngươi lại không thể được sinh ra. Lý Tuế nghe thấy lời này lập tức sợ hãi, gật đầu liên tục. Ừ. Vậy thì ta sẽ không tìm cha trước nữa. Ta sẽ không gây rắc rối. Ôi, ngoan lắm, bây giờ đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ chơi vui vẻ đi. Lý Tuế gật gật đầu, sau đó lại nhìn tượng đất sét trong tay với nỗi nhớ mãnh liệt. Thím, có cha ta rồi, vậy có thể nặn cho ta hai người mẹ không? Được thôi. Đi theo ta, cửa tiệm tượng đất sét nê nhân trương ở bên này, nói này Tuế Tuế, ngươi vậy mà lại có hai người mẹ, cha ngươi thật có phúc khí. Thật sao? Nhưng cha ta hình như không có phúc khí như vậy, những năm này cha sống rất khổ cực. Đến cửa tiệm tượng đất sét, ông lão tên nê nhân trương kia nghe xong miêu tả của Tuế Tuế, nhanh chóng bắt đầu nặn, không lâu sau,
một vị thiếu nữ tóc trắng có hai thân trên được nặn ra. Cuối cùng, Tả Khâu Vịnh còn bảo Nê Nhân Chương nặn ra một tượng đất của Lý Tuế, vừa vặn để một nhà bốn người bọn họ đoàn tụ. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1407, Huyền Tẫn, 1. Sau khi nặn xong, Tả Khâu Vịnh dẫn Lý Tuế đi xem miếu, đoán câu đố đèn lồng, chơi khắp chợ đêm. Mãi đến tận khuya, Lý Tuế mới vui vẻ nắm tay hắn ta đi về nhà. Lý Tuế nhìn đi nhìn lại ba tượng đất sét sống động như thật trong tay, cuối cùng cẩn thận chôn chúng vào trong đống xúc tu. Thím, thím thật là một người tốt. Ây da, đứa nhóc này, nói cái gì vậy chứ? Ta là Tư Thiêm Giam đấy, vốn chính là người tốt thay trời hành đạo mới có thể ngồi ở vị trí này. Vừa nói, Tả Khâu Vịnh vừa xoa xoa đầu Lý Tuế. Ôi, khổ cho ngươi thật, gặp phải một người cha nói và làm không đâu vào đâu như vậy. Con mình mà cũng, ném đi xa như vậy, làm cha mà cũng không đến tìm. Từ giờ trở đi, ta sẽ là người thân của ngươi, nếu gặp phải chuyện gì thì cứ đến tìm ta nhé. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. 180 năm sau, đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho cha ta biết thím đối tốt với ta như thế nào. Nói cho cha biết thím là một người cực tốt. Được thôi, đến lúc đó ta cũng muốn xem vị thiên tài nuôi Tả Túy làm con rốt cuộc trông như thế nào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến khi về lại trong giam Thiên Tư Đại Tề mới tách ra. Lý Tuế được dẫn về phòng, ăn thịt và nghỉ ngơi, Tả Khâu Vịnh cũng về nơi ở của mình. Mặc dù giam Thiên Tư ở dưới lòng đất nhưng với tư cách là Tư Thiên Giam, nơi ở của hắn ta cho dù là trang trí hay là diện tích đều vô cùng khí phái. Đi xuyên qua hành lang, Tả Khâu Vịnh đến phòng bảo bối của mình, nhìn bảo bối treo trên xà nhà một cái, hắn ta ngồi quỳ xuống trước chiếc bàn thấp và dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào ống đựng bút ba lần. Một con khỉ trông như nắm tay em bé bò ra khỏi ống bút, quỳ xuống bên cạnh nghiên mực, đầu tiên dùng hai chân trước giữ mực rồi bắt đầu mài thật nhanh. Sau khi mài mực xong, nó cầm chiếc bút lông trong hộp đựng bút lên, dùng sức chấm vào mực rồi giơ cao hai tay đưa đến trước mặt Tả Khâu Vịnh. Tả Khâu Vịnh không chút biểu cảm mà nhận lấy, ghi chép lại tất cả những gì Lý Tuế nói hôm nay. Sau khi xong, Tả Khâu Vịnh thuận tay ném cây bút về phía con khỉ nhỏ đang lén liếm mực, lấy tờ giấy ghi chép mấy ngày trước ra, bắt đầu sắp xếp lại. Đối với những gì sẽ xảy ra sau 180 năm nữa, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng có thể ẩn chứa những tin tức quan trọng. Nói không chừng mình có thể thu được một số lợi ích từ trong đó, dù tệ đến đâu thì việc biết trước cũng là một cơ hội rất lớn. Ừm, Tả Khâu Vịnh cẩn thận nhìn tờ giấy, nhìn tất cả những điều mà Lý Tuế nói được ghi lại trên tờ giấy. Lúc nhìn thấy Đại Tề bị Vu Nhi Thần tiêu diệt hoàn toàn bộ Đại Tề bị chất lỏng cổ quái kia bao bọc lấy, lông mày hắn ta khẽ cau lại. Ừm, 180 năm sau, vậy mà Đại Tề lại gặp phải tai nạn lớn như vậy. Chẳng lẽ lúc đó giam Thiên Tư của Đại Tề cũng không thể ngăn cản được sao? Vậy thì ta phải bàn tính kỹ cho sau này rồi. Sau khi suy nghĩ vô cùng nghiêm túc một lúc, hắn ta lấy cây bút từ trong tay con khỉ mực kia, vẽ một vòng tròn trên đoạn này rồi tiếp tục đọc tiếp. Mỗi lần tìm được một chút thông tin hữu ích, hắn ta liền khoanh tròn lại, có điều đó đều là tin tức của 180 năm sau, không có nhiều chỗ đáng để khoanh tròn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy có một đoạn tâm bàn đưa quạt đổi cho Thượng Cực Quán Khẩu, mắt hắn ta đột nhiên phát sáng. Hắn ta biết Thượng Cực Quán Khẩu, nhưng luôn nghĩ đây chỉ là lời đồn mà thôi, chưa từng gặp qua người thật, thật sự không ngờ muốn tìm Thượng Cực Quán Khẩu lại có liên quan đến thuật số phong thủy. Đây là một thứ tốt, chỉ cần có bí mật đủ lớn để trao đổi, thứ này còn hữu dụng hơn bất kỳ bói toán bát hảo phi loan. Nếu như ta phỏng đoán không lầm thì Gia Cát Uyên này có lẽ là tâm bản của Tam Thanh, nếu không người bình thường căn bản không thể dễ dàng tìm được Thượng Cực Quán Khẩu như vậy. Tả Khâu Vịnh không khỏi thầm mừng rỡ, sau bao nhiêu năm xui xẻo, mình cũng coi như là đã nhặt được bảo bối rồi. Không thể để cho nó đi, phải nghĩ cách giữ nó lại mới được. Những tin tức này càng ít người biết càng có giá trị. Ngày hôm sau, ngay khi Lý Tuế thức dậy, Tả Khâu Vịnh đã mang bữa sáng cho nó. Nào, ăn đi, ăn nhiều một chút, xương dê hầm này mùi vị không tồi. Trên mặt Tả Khâu Vịnh nở nụ cười hiền hậu, bưng tô xương đưa đến trước mặt Lý Tuế. Đa tạ thím. Lý Tuế nói, da người ở giữa trực tiếp tách ta, cái đầu chó không có da mặt từ trong chui ra ngoài, gặm nát số xương kia.
Lý Tuế phát hiện thím rất biết mình muốn ăn gì, hơn nữa còn vui vẻ dẫn mình đi chơi lễ hội, nó thích người thím này. Chương 1408, Huyền Tẫn, 2. Trước đây ta không quan tâm đến ngươi, nhưng nghe thấy ngươi nói đáng thương như vậy. Xì xì xì. Ta đau lòng a. Sau này, cha ngươi không quan tâm ngươi thì thím của ngươi đây sẽ quan tâm ngươi. Tả Khâu Vịnh giơ tay ra, xoa xoa cái đầu chó của Lý Tuế. Ừ. Lý Tuế đang ngậm thức ăn trong miệng, dùng sức gật gật đầu, miệng phồng lên mà nói, thím, khi nào chúng ta đi đến Đại Lương? Sao? Ngươi không bằng lòng ở với thím sao? Tả Khâu Vịnh hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Lý Tuế liên tục lắc đầu, vội vàng giải thích, không, ta thích ở với thím, ta chỉ là muốn đến Đại Lương xem. Được rồi, ta trêu ngươi thôi, sao lại tưởng thật rồi? Ăn xong cơm, ta dẫn ngươi đến giam thiên tư của Đại Lương, tư thiên giam Đại Lương tên là Huyền Tẫn đúng chứ? Có 6 tay, thích mặc đạo bào màu đỏ. Ta đã liên lạc với hắn rồi, nghe thím là chuẩn không sai đâu, thím là một người tốt như vậy, còn có thể lừa ngươi sao? Nghe thấy lời này, Lý Tuế gật mạnh đầu và ăn xương dê hầm, hy vọng có thể mau chóng gặp được Huyền Tẫn. 180 năm trước, vậy mà còn có người quen, đây là điều mà Lý Tuế chưa bao giờ nghĩ tới. Rất nhanh đã ăn hết xương dê hầm rồi, Lý Tuế nóng lòng kéo Tả Khâu Vịnh đi. Dưới sự dẫn đường của Tả Khâu Vịnh, Lý Tuế rời khỏi giam thiên tư, ngồi lên xe ngựa đi ra phía ngoài thành. Ngươi đừng vội, nghe được câu chuyện của ngươi, Huyền Tẫn sớm đã tới đây rồi, đang ở ngoài thành đợi. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Lý Tuế nhìn qua cửa sổ xe, ngóng trông chờ đợi. Mặc dù cha có chút bất mãn với tên Huyền Tẫn lải nhải làm nhảm này, nhưng có thể lại lần nữa gặp được người quen. Lý Tuế vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết, chí ít trong thời gian lâu như vậy mình không phải cô đơn một mình. Dưới sự mong đợi của Lý Tuế, xe ngựa dần dần dừng lại trong một cánh rừng trúc, gió nhẹ nhẹ thổi lá trúc kêu xào xạc, toàn bộ khung cảnh trông rất thi vị. Trong một gian đình, trúc màu xanh ngọc lục bảo, Lý Tuế nhìn thấy dáng người cao lớn của Huyền Tẫn trong chiếc áo đạo bào màu đỏ rộng, trông vô cùng quen thuộc và thân thiết. Lý Tuế mang theo vẻ mặt kích động, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ xe, chạy về phía thân ảnh màu đỏ kia. Nhưng đang lao về phía trước, bước chân của nó dần dừng lại, vẻ kích động trên mặt cũng dần dần biến mất, vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn Huyền Tẫn trong đình. Sao vậy? Ngây người ở đây làm gì? Không phải vội vàng muốn tìm Huyền Tẫn sao? Huyền Tẫn đã tới rồi, sao không qua đó? Tả Khâu Vịnh với vẻ mặt hơi nhăn nhó đến sau người Lý Tuế, đưa tay khẽ xoa lưng nó. Lý Tuế kéo tay áo Tả Khâu Vịnh, trốn ở phía sau người hắn ta, thím, có phải nhầm rồi không? Người này hình như không phải Huyền Tẫn. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Tả Khâu Vịnh cứng đờ, sao? Huyền Tẫn không phải trông như thế này sao? Hắn không phải mặc đạo bào màu đỏ sao? Lý Tuế do dự lắc lắc đầu, Huyền Tẫn mặc đạo bào màu đỏ, giống cha ta, nhưng... Phía trên đạo bào trên người hắn có rất nhiều chữ di chuyển, trên y phục của Huyền Tẫn này không có. Chữ gì mà di chuyển được? Sao trước đây ta chưa từng nghe qua? Lý Tuế duỗi xúc tu ra, ra dấu lung tung trên không trung, bởi vì những chữ đó ta chưa được học qua, cha ta chưa dạy cho ta, vì thế ta cũng không biết nên nói với thím thế nào. Nghe thấy lời này, Tả Khâu Vịnh cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười, lấy chiếc khăn lụa trong tay áo ra vỗ vỗ nhẹ. Vẻ mặt hắn ta không chút quan tâm mà nói, đứa nhóc chết tiệt nhà ngươi, sao lại cứng nhắc như vậy chứ, một bộ y phục ngươi mặc 180 năm sao? Qua nhiều năm như vậy, trên người thay mấy bộ quần áo không phải là chuyện bình thường sao? Quần áo của ai mà chả giống nhau? Nghe thấy lời này, Lý Tuế chợt bừng tỉnh, đúng nhỉ, 180 năm sau, y phục của Huyền Tẫn nhất định không phải bộ này. Mẹ ta còn mua cho ta rất nhiều bộ y phục mà. Ai già? Nghĩ thông rồi là được, mau đi đi, nói chuyện của ngươi cho hắn biết. Lý Tuế bước vào trong đình trúc, nhìn Huyền Tẫn trước mặt, đến lúc này đây, nó lại trông có chút khẩn trương. Sau khi suy nghĩ kỹ một lúc, Lý Tuế mở miệng nói, ngươi nhất định phải giúp cha ta. 180 năm sau, tư mệnh của Pháp giáo sẽ giao chiến với cha ta ở Bạch Ngọc Kinh, nếu cha ta thua thì không những Đại Tề hết cứu mà Đại Lương cũng không thể cứu được. Nói xong câu đầu tiên, Lý Tuế lập tức bắt đầu câu chuyện, nhanh chóng kể cho Huyền Tẫn tất cả những gì mình biết. Nói xong, Lý Tuế cẩn thận chờ đợi câu trả lời của Huyền Tẫn, mặc dù trước đây Huyền Tẫn luôn bị cha oán giận nhưng cũng được coi là người tốt. Hơn nữa,
Hắn ta còn là Tư Thiên Giam, chuyện này hẳn là cũng thuộc quản lý của hắn ta. Chỉ là khoảng cách ở đây là 180 năm, Lý Tuế không biết Huyền Tẫn của 180 năm trước là người như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1409, Tiếp xúc. Một lúc lâu sau, Lý Tuế cuối cùng cũng nhìn thấy Huyền Tẫn chậm rãi gật gật cái đầu được bao trùm trong chiếc đạo bào màu đỏ kia. Biết rồi, ta tự có quyết định. Đối với việc tại sao giọng nói của Huyền Tẫn lại khác trước kia, Lý Tuế không để ý tới những chuyện này. Dù sao cũng cách nhau 180 năm, giọng nói có chút thay đổi cũng là chuyện rất bình thường. Nghe thấy đối phương biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lý Tuế rất vui mừng. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi, vậy bây giờ ngươi dẫn ta đến Đại Lương đi, ta đến đó đợi cha ta. Đúng rồi, cha ta cần long khí. Phải chuẩn bị rất nhiều long khí, chúng ta phải chuẩn bị trước thật nhiều long khí, đợi đến lúc đó có thể giúp cha ta. Tuy nhiên, sau khi nói xong lời này, Lý Tuế lại phát hiện đối phương lắc lắc đầu với mình. Không được, ngươi không cần đi theo. Hả? Tại sao không được? Ta muốn về nhà. Lý Tuế đột nhiên lại trở nên lo lắng sau khi nghe thấy lời này. Không dễ gì mình mới đến được bước này, vậy mà lại xảy ra sự cố. Ngươi biết quá nhiều, tâm trí không toàn vẹn, trở về Đại Lương nói lung tung về những điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến nhân quả, ở lại Đại Tề thì an toàn hơn. Ta sẽ không nói lung tung đâu, ta sẽ không nói cho ai biết. Ta kín miệng lắm, Lý Tuế liên tục bảo đảm. Lúc này, Tả Khâu Vịnh đi tới trừng mắt nhìn Lý Tuế một cái, chậc, 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 một đứa trẻ như ngươi thì có thể kín miệng sao? Người quen biết dọc đường hầu như đều có thể nói ngươi từ đâu đến rồi, yên tâm đi, ta đã tìm người xử lý rồi. Ngươi cứ ở lại Đại Tề, ngoan ngoan theo thím, thím cũng cố gắng dạy dỗ ngươi thật tốt, để không bị người khác coi như một tờ giấy trắng mà lừa gạt. Nhưng, không có nhưng gì hết, coi như là vì cha ngươi, cứ quyết định như vậy đi, 180 năm sau ta sẽ đến đón ngươi. Huyền Tẫn nói xong, thân thể đột nhiên biến mất như một làn khói. Đừng nghĩ tới việc lén chạy tới đó, ta mà mắt được thì ngươi không có kết cục tốt đẹp đâu. Lý Tuế mím chặt môi, nước mắt trào ra xung quanh viền mắt, tuy rằng Huyền Tẫn này nói không sai, nhưng nó không thích Huyền Tẫn của hiện tại, không có chút tin tưởng mình gì cả. Nói chuyện thì mạnh mẽ cứng rắn, không thèm nói lý lẽ gì cả. Đi đi, trở về đi, dù sao còn phải đợi 180 năm nữa, ngươi ở Đại Tề đợi thì có khác gì ở Đại Lương chứ. Tả Khâu Vịnh giơ tay ra xoa xoa đầu Lý Tuế. Từ giờ trở đi, ta sẽ nuôi nấng ngươi như con cái, vừa hay ta cũng không có con gái, ngươi đừng chê một kẻ khiếm khuyết như ta. Nghe thấy lời này, Lý Tuế lắc lắc đầu lau nước mắt, ta không chê ghét, ta biết thím là người tốt. Ngồi xe ngựa trở về đi, ta còn có chút việc phải làm, không tiễn ngươi nữa, ngươi cũng biết ta là Tư Thiêm Giam của Đại Tề, bận bịu lắm. Nhìn thấy Lý Tuế không vui lên xe ngựa rời đi, Tả Khâu Vịnh đứng trong rừng trúc không rời đi mà nhìn những chiếc lá trúc, chờ đợi điều gì? Đó! Đợi sau khi tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất bên tai, Tả Khâu Vịnh khẽ nói, ra đây đi. Vừa dứt lời, một đạo bào màu đỏ rộng lớn từ trên trời rơi xuống, người đó không ai khác chính là Huyền Tẫn vừa biến mất. Chỉ nhìn thấy Huyền Tẫn giơ tay cởi bỏ đạo bào trên người, lộ ra ba người đứng chồng lên nhau, hai nam một nữ. Nhìn khuôn mặt thì hình như là anh em ruột thịt, thì ra Huyền Tẫn vừa rồi là do bọn họ cải trang thành. Ba người họ nhanh chóng tách ra và quỳ một gối về phía Tả Khâu Vịnh, hai tay chắp lại thành quyền, Tư Thiên Giam đại nhân. Làm việc kiểu gì vậy? Loại chuyện nhỏ như vậy mà còn cần ta mở miệng giúp các ngươi, không có miệng cả rồi sao? Các ngươi không cần cái miệng này rồi. Nghe thấy lời đe dọa của Tả Khâu Vịnh, trên trán ba người toát mồ hôi lạnh, nếu nói sai thì bọn họ sẽ thực sự không còn miệng nữa. Đại nhân, thực ra thuộc hạ. Được rồi, đừng phí lời nữa, trở về đi, hãy nhớ đây là lần cuối cùng, sẽ không có lần sau. Tả Khâu Vịnh nói rồi quay người rời đi. Ngay khi ba người thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của Tả Khâu Vịnh từ phía trước truyền đến, đừng vứt chiếc áo đạo bào đó. Nếu muốn sai bảo tên tiểu tạp chủng này, tấm da của Huyền Tẫn này của các ngươi có thể dùng được đấy. Vâng, đại nhân, ba huynh đệ bọn ta nhất định luôn sẵn sàng. Không bao lâu nữa, đợi ta biết hết được mọi chuyện mà nó biết, các ngươi có thể đưa nó đi luyện thành pháp khí. Sắc mặt ba người nhất thời trở nên vui vẻ,
cảm ơn Tư Thiên Giám đại nhân ban thưởng. Loại thiên linh địa bảo như tâm tố đã là thứ khó có thể tìm được, chứ đừng nói đến việc đây còn là tâm tố tà túy. Sau một thời gian, Lý Tuế dần sinh sống ở Đại Tề dưới sự chăm sóc của Tả Khâu Vịnh. Chương 1410, Dung Hòa, 1. Trong khoảng thời gian này, Lý Tuế phát hiện ra rằng người thím này rất tò mò về những gì xảy ra cách đây 180 năm. Đối với người thím luôn đối tốt với mình này, Lý Tuế không phòng bị, nói hết tất cả mọi điều mình biết cho hắn ta. Thậm chí có những chuyện sớm đã quên rồi nhưng nó vẫn cố gắng nhớ lại. Lúc đầu, trong lòng Lý Tuế còn cảm thấy không vui khi ở lại Đại Tề, dường như cảm thấy nếu mình ở Đại Lương sẽ cách cha mình gần hơn một chút. Có điều, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Tả Khâu Vịnh, Lý Tuế dần thích nghi với cuộc sống ở Đại Tề. Hơn nữa nó cảm thấy thím nói không sai, cha mình đến lúc đó sẽ tới Đại Tề rất nhiều lần, mình dù ở Đại Tề hay ở Đại Lượng thì cũng phải đợi cha tới. Một ngày nọ, vào buổi trưa, Lý Tuế giấu thứ gì đó trong tay, mỉm cười bước vào nhà, Tả Khâu Vịnh đang làm việc nữ công, trừng mắt nhìn nó một cái, làm gì vậy, thật là. Thím ơi, thím nhắm mắt lại đi, ta nhắm mắt lại rồi bị kim đâm vào tay thì làm thế nào? Tả Khâu Vịnh giơ tay phải đang cầm kim lên, móc móc vào tóc trên thái dương. Ôi dào, thím nhắm mắt lại đi. Bị Lý Tuế quấy rầy, Tả Khâu Vịnh cuối cùng cũng nhắm mắt lại, đến khi hắn ta lại lần nữa mở mắt ra, hắn ta phát hiện một hình tượng đất sét giống hệt mình xuất hiện trước mặt. Thím, ta thích thím nhất. Thím đối xử tốt với ta như cha của ta, từ nay trở đi thím cũng sẽ là người nhà của ta. Lý Tuế vui vẻ lao vào vòng tay của Tả Khâu Vịnh và nhét bức tượng đất sét vào tay hắn ta. Ôi dào, kim, kim, đứa trẻ này. Tả Khâu Vịnh có chút luống cuống tay chân, đặt đồ nữ công sang một bên. Đừng quấy rầy ta nữa, nóng lắm, đói chưa? Trong thư phòng đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi. Đi nhanh đi. Nghe thấy có đồ ăn, Lý Tuế lập tức buông Tả Khâu Vịnh ra và chạy về phía thư phòng. Chạy chậm thôi, nhớ đừng hành hạ con khỉ mực kia của ta. Bây giờ nó nhìn thấy ngươi, hai chân run lẩy bẩy rồi. Biết rồi. Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Tuế rời đi, trên mặt Tả Khâu Vịnh mang theo một nụ cười, tiếp tục làm việc nữ công của mình. Ngay khi hắn ta dùng miệng cắn đứt sợi chỉ cuối cùng, ba huynh muội kia quỳ một gối trước mặt hắn ta, Tư Thiên Giám đại nhân. Bọn ta phục vụ đại nhân bất cứ lúc nào. Nụ cười trên mặt Tả Khâu Vịnh dần dần biến mất, hắn ta phản ứng lại có chút muộn màng. Ây, coi đầu óc của ta này. Đã hỏi gần hết rồi, đến lúc phải xử lý rồi mới phải, loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Hắn ta nhặt bức tượng đất sét ở bên cạnh lên, cẩn thận nhìn nó, vẻ mặt có chút do dự. Đại nhân, đi đi. Tả Khâu Vịnh ném bức tượng đất sét trong tay về phía trước mặt bọn họ, cho nó chết một cách sảng khoái đi. Sau khi ba người rời đi, nước mắt chảy ra từ khóe mắt Tả Khâu Vịnh, hắn ta buồn bã lau nước mắt và tiếp tục cúi đầu làm việc nữ công. Ai ra, sống cùng lâu rồi, thật sự có chút không nỡ. Lý Tuế ngồi trong thư phòng của Tả Khâu Vịnh, ăn thịt từng miếng lớn, vừa ăn vừa chọc con khỉ mực đang ngủ trong ống đựng bút, nó cũng không quên lấy ra ba bức tượng đất sét để chơi. Cha, cha đừng lo lắng, con ở bên này rất tốt, thím là một người tốt, thím rất quan tâm chăm sóc cho con sẽ ngoan ngoãn đợi cha, 180 năm chỉ là. Là bao nhiêu tháng nhỉ? Lý Tuế nói chuyện giải sầu với tượng đất sét. Ngay khi Lý Tuế đặt thịt xuống và giơ các xúc tu ra đếm thì bụp một tiếng, cùng với việc mấy chiếc đèn lồng đều tắt, trong căn phòng lập tức trở nên tối tăm. Hả? Có chuyện gì vậy? Lý Tuế còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên nó cảm thấy cổ mình ớn lạnh, sau đó cái đầu xinh đẹp của An Bình công chúa lập tức bay lên. Ngay khi hơn chục xúc tu chui ra từ vết cắt nhanh chóng vặn vẹo, cơ thể của Lý Tuế bị đánh bật ra một cách thô bạo. Cái đầu chó máu thịt be bét chui ra từ dưới váy, nó lập tức cảm nhận được trong bóng tối trước mắt cực kỳ nguy hiểm, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thím ơi! Cứu mạng! Có người muốn giết ta! Nhưng Tả Khâu Vịnh ở cách một gian phòng bên kia lại không có chút phản ứng nào. Không hay rồi. Tại sao thím lại không đến? Không phải là thím gặp nguy hiểm rồi chứ? À, phải nhanh chóng trốn thoát và dẫn thím cùng chạy đi. Bát La Yết Đế, Ma Ha Vạn La Nhẫn Lị. Cùng với việc tiếng niệm chú khó hiểu vang lên, Lý Tuế lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể có thứ gì đó đang khoan vào đầu. Nó muốn đánh trả,
nhưng đối phương dường như đã có chuẩn bị mà tới, khiến Lý Tuế ở trong bóng tối căn bản không thể nhìn thấy gì, lúc này nó thậm chí không thể nhìn thấy là ai đang đối phó mình. Thím ơi! Cứu mạng! Cứu ta! Lý Tuế dùng chút sức lực cuối cùng lao ra khỏi thư phòng. Các bạn vừa nghe xong tập 141 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.